Rồi, hôm nay chúng ta tiếp mình điều khiển online để mình nâng cấp cái win của em mình từ bảng 16 16 mấy ta 1607 lên bảng mới luôn các bạn nha, lên bảng 2004 hoặc là 20H2 thì để mình truy cập vào máy em mình tính tiếp các bạn nha. Rồi, đây là mình để sẵn đây 1607 đây các bạn nha. Các bạn muốn kiểm như thế này, chúng ta bấm vào win nè, win ha, rồi chúng ta gõ lệnh winver, winver đấy đấy, winver là nó ra các bạn nha. Đấy, rồi bây giờ chúng ta dùng mạng bên này. Trường hợp này á, trường hợp này á thì các bạn tải cái bản cài win, nếu mà chưa có bản cài win bản gốc gì tùy các bạn ha, thì các bạn chọn. Nếu mà các bạn thích thì chúng ta cài gốc hay là win hay gốc win, sau này tùy các bạn. Nói chung là cái bản cài win là do các bạn chọn nha, còn cái phiên bản bên trong của nó người ta cập nhật bản nào cho nó thì là bản đó. Đối với cái dòng laptop của máy em mình á thì mình sẽ cài 1909 và 2004 thôi, hoặc là 20F2 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào một cái trang tải nhanh để mình tải cái bản cần thiết về các bạn nha. Thì chia sẻ với các bạn luôn để chúng ta kiểm cái tra cái cấu hình bên kia. Thì kiểm như thế này. Mở cái win lên các bạn nha. Các bạn gõ vào DXDIAG, Enter, Enter. Thì đấy, nó thể hiện thông số. Cái thông số này nó chưa chắc đúng đâu các bạn nha. Đối với dòng HP á, nó sẽ hiện cái mã sau nè, không không rồi nè, đấy cái mã này là nó chưa chắc đúng nha. Đây đây cái mã D DA không không đó đó là không có chắc các bạn nha. Thành ra là chúng ta nên nên để mình coi em mình nhắn cái gì. Do anh đang hướng dẫn video luôn nên kiểm tra ấy mà đó. Rồi mình nói các bạn ha, rồi mình cứ gõ thử cái mã đó đi, nhưng mà cái mã đó là không chắc đâu các bạn nha, cái mã đó không chắc đâu. Rồi bây giờ chúng ta gõ này, HP nè, HP HP gì đây, HP 15DA 0XX là không đúng các bạn nha. Thôi bây giờ mình sẽ coi lại cái mã của em mình gửi trước đó đi. Rồi tại vì mình có nhắn tin qua Messenger trước đó rồi, thành ra là mình tìm tìm trong đây đi. Vậy ra cái mã đó rồi mình biết chính xác mình tìm mới đúng các bạn nha. Rồi HP, rồi tìm chữ HP coi. HP đâu rồi, HP đây đây đây, cái mã em nó đây, cái mã trên máy của em nó, cái mã dưới dưới đích máy các bạn nghe, cái mã dưới đích máy là HP15DA0047TU, HP15DA DA dính liền luôn 0047 TU. Rồi các bạn thêm chữ driver hoặc là chữ support, một là driver hai là support, thì nó sẽ ra cái trang chủ HP đầu tiên. Các bạn lấy cái trang nào á mà nó có cái chữ software and driver download này nè đó, đúng cái này nha, đúng cái này thì các bạn click vào, các bạn click vào á, thì các bạn sẽ thấy được cái trang chủ nó hỗ trợ. Đây là cái dòng to different OS, đây cái dòng này các bạn click vào các bạn sẽ biết được cái hệ điều hành máy đang hỗ trợ là hệ điều hành nào. Đây đấy, hỗ trợ được 20H2 nữa nè các bạn nha.
Đối với Windows 10 64 bit thôi, thành ra các bạn nên cài Windows 10 64 bit cho cái driver trang chủ nó hỗ trợ ok hơn, chứ đừng có cài các bản khác. Và các bản thấp hơn thì driver các bạn cập nhật có khả năng là không nhận được, giống như em mình nó đã cài rồi, các bản hiện tại là không có cập nhật được driver các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành, chúng ta tải tải cái driver, cái bộ cài Win các bạn nha. Mình đợi để mình xem bên cái trang mình coi. Cái trang mình bên này á, mình đang tải là 1337x.2, 1337x.2, 1337x.2 đấy. Rồi các bạn vào cái trang này rất là nhiều phần mềm ha, rất phần nhiều phần mềm. Ui da, quên rồi, cái thằng Chrome này nó không có hỗ trợ, nó không có hỗ trợ để chúng ta ấy rồi, không hỗ trợ để chúng ta cài cài cái gì, cài cái torrent, phải torrent các bạn nha. Thành ra là chúng ta, một là chúng ta xài cái auto run, hoặc là chúng ta dùng cái cốc cốc để chúng ta cài vào. Nhưng mà thôi, sợ em mình nó thấy nhiều phần mềm này kia rắc rối, thôi mình cài cái torrent đi cho nó nhẹ các bạn ha. Rồi download full để mình coi coi có cái torrent không. Không, mấy cái trang mà media file nè, tải miễn phí nè, hoặc là school school file book, school file, cái mấy cái trang, nói chung là mấy cái trang mà chúng ta ấy á, thì các bạn nên tìm những cái trang mà chúng ta hay tải về bằng những cái trình duyệt cổ cũ mà nó dẫn vô, nó cho phép các bạn download, thì nên upload lên những cái trang đó những cái dữ liệu quan trọng, để khi mà các bạn vô cái WinBE mà chúng ta không thể nào dùng được những cái bản trình duyệt cao, thì chúng ta nên dùng những cái bản trình duyệt cũ vẫn dùng được các bạn nha. Đấy, sao lỗi rồi ba. Đây, rồi bây giờ mình mở lên nè, dết luôn coi. Đây, rồi bắt đầu nó đóng đi, xong rồi phải không? Rồi lưu cái đi, rồi rồi xong. Qua đây gõ vô, chúng ta gõ vô Windows 10 các bạn nha, Windows 10 đây. Rồi đấy, chúng ta gõ vô Windows 10 rồi, bắt đầu các bạn muốn tìm cái bản mới nhất thì nhìn ở đây ha, bên phiên bản đây này nó có nè. Đấy, các bạn có thể tìm thấy cái lượt shift 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 và click này ha. Không biết đọc đúng không, kệ bà nó đi. Các bạn click vô rồi chúng ta tìm tìm cái bản mới nhất, 20H2, 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 20H2. Các bạn có thể tìm cái năm bên này nè, đấy cái năm bên này cho nó chuẩn xác đây, nó viết tắt 21 nè ha. Đấy đó, rồi chạy cái gì nữa rồi đó, chúng ta coi bên này để chúng ta biết là cái nào nó nói hơn, còn nhìn nhiều quá sợ các bạn rối. Đấy, rồi ở đây nó không có 20H2, không có 20H2 các bạn nha. Không có 20H2, nhưng mà chúng ta vẫn cài được cái bản nào đây, cái bản đâu rồi, đâu rồi ta, nè, 1909 vẫn được các bạn ha, 1909 vẫn được, cái máy này vẫn hỗ trợ, thành ra là các bạn có thể cài một trong hai, nhưng mà mình khuyên là nên cài bản 20H2 đi, tại cái máy em mình nó cũng hơi cao xíu, đời hơi cao, đời cao chứ không phải là cấu hình cao các bạn nha, đời máy đời cao là cái đời sau này á, đời sau này người ta làm á là RAM em nó là RAM 4, RAM thế hệ tư các bạn nha. Thành ra là rồi mình phải tìm cái bộ nó tương thích tốt hơn. 19H2, 20H2 đâu không thấy. Thôi chắc mình tìm cái trang của mình hay xài quá. Để mình coi, mình copy đây đi cho lẹ. Đây nè, đấy, copy qua đi cho lẹ, tự nhiên cái rườm rà. Đấy. Rồi đấy, ở đây thì nó lẹ hơn ha. Rồi chúng ta ở đây cái trang này á, bitbrybay.org, các bạn được cái hay á, là nó đây, nó cho các bạn ấy ha,
nó cho các bạn mình chọn theo cái upload đi, ngày upload nè, cho nó hiện lên ngày mới nhất nè. Đây những cái bảng mà nó viết tắt như thế này các bạn nha. Các bạn để ý nè, chữ and nè, and là tiếng Anh nha. And là tiếng Anh để chúng ta coi chừng chúng ta bị lầm nha. Vẫn các bạn coi dung lượng nha, ở đây 4 ghi mấy, ở đây 3 ghi mấy nè. Thành ra các bạn nên chọn cái bảng nào nó thích hợp, đây 20H2 là ok rồi nha. Cái bảng này là các bạn tiếng Anh. US tiếng Anh, ok. 4 lượt tải và 1 lượt upload. Thì tùy thôi, các bạn muốn nhanh thì các bạn chọn cái lượt tải, và cái lượt upload cao thì chúng ta sẽ tải về nó nhanh. Cái này định dạng ESD là cái định dạng file của cái file nén mà cái bộ cài Win nó đã đóng gói lại các bạn nha. RIM 20 10 10 trong 1. Chắc tải các bạn 4.9 GB, 4.9 GB này quá. Để hỏi em nó coi, em nó không biết có đủ dung lượng không. Em còn bao nhiêu dung lượng tải vậy? Để coi em nói nhanh đó. Em xài Wi-Fi hay 4G? Hỏi gì cho chắc ăn chứ em nó chưa hiểu ý mình lắm. Rồi bây giờ ha, rồi bây giờ tải đi ha. Rồi bây giờ đây dùng cái file nào đây? Đâu cái file này đi ha. Rồi rồi đó, tải về các bạn nha, download nè, download file các bạn nha. Để coi nó đau không, nó mở mấy cái trang mới. Thường mấy cái trang này, mấy cái trang torrent này nó hay hay mở mấy cái trang phụ ra, các bạn cứ đóng lại nha. Bấm bấm vô cái móng ngựa đi các bạn nha, read this torrent này, coi nó tải về không. Còn không các bạn lấy chuột phải nè, copy nha, sao chép địa chỉ liên kết, rồi các bạn vô vô cái autorun này. Cái này là phiên bản cũ, thành ra đó là mình click vô, với lại mình tạo cái bộ này đó là dành cho cái WinBE chứ không phải là cái Windows gốc, thành ra là nó chạy nó chưa có chuẩn các bạn nha, chứ không phải là nó không 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 tự động nó nhận dạng được cái định cái file torrent. Cái này là chỉ chạy trên WinBE thôi, mình thiết kế cái file torrent này lâu rồi để chạy trên WinBE là chính các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn cài vô OC thì tất nhiên cái file ISO này nó phải nằm qua UD thì mới ok ha. Rồi chúng ta tải về thôi. Để coi tốc độ máy em nó có lên bao nhiêu máy, bao nhiêu ký trên giây đây. Nếu mà trên 300 400 ký thì ok. Cái Windows 10 em đang cài là bản nào? Có phải là 1607 gì không? Vậy trang chủ chủ hỗ trợ bản 1909 hay 2004 hay 20H2 thì em dùng bản thấp hơn có driver đủ không? Rồi hỏi vừa vừa nói vừa trả lời cho em nó luôn để cho em nó hiểu, chứ bây giờ giải thích thì hơi khó. Vậy
Em dùng bảng thấp hơn, giờ lại cài lại win anh. Vậy chứ sao em? Vậy em không nâng cấp lên làm sao cài driver được? Là có nghĩa là tùy vào những cái bộ những cái bộ win cũng như là những cái máy cấu hình bằng cứng nó cho phép cài ép được các bạn nha. Có nghĩa là các bạn có thể tải những cái file driver của trang chủ mà của cái bộ cao hơn, là ví dụ là hiện tại là cái bản 1607 đi, nhưng mà bạn vô trang chủ bạn tải những cái bộ driver của bản 2004 hoặc 20x2 về, các bạn cài vô hơn thì vẫn được, nhưng mà nó không có tương thích ổn định đâu các bạn nha, không chắc đâu nha. Hơn thì chạy tạm thì được. Em không biết giờ anh nâng cấp lên bản mấy được hả anh, chứ không update lên bản mới nhất anh nhỉ. Đó là anh tải bản mới nhất mà trang chủ FB dành cho máy em rồi đó. Phải trả lời gì để em nó hiểu rõ hơn, chứ trả lời mà không rõ cái em nó hiểu mơ hồ cái cũng khó các bạn ha. Cái em này mình nói thiệt với các bạn á, là mình là siêng dữ lắm, mình phải nói là mình siêng dữ lắm, cực kỳ siêng luôn mới hỗ trợ em này hết mình được các bạn. Các bạn chưa biết đâu. Ồ, cũng cao, nhanh, 800 mấy 900, ok, nhanh đó em. Là các bạn biết sao không, hai anh em mò biết cái hướng xử lý hết, làm được hết, nhưng mà có điều á, cái em nó muốn mạng nhanh đó em. Em nó muốn dùng cái thẻ nhớ á, mấy cái thủ thuật mình chia sẻ là thẻ nhớ, dùng thẻ nhớ để cài Win hoặc là cứu hộ á, thì em nó mới 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 chỉ có thẻ nhớ thôi. Mà thẻ nhớ các bạn biết nhiêu GB không, có 2 GB à, mà muốn muốn vô có mạng wifi. Ngặt cái á, là cái bản ANV á, cái bản anh ấy tạo á, thường á, cái máy mình á, là chạy là có wifi luôn, không cần phải cài driver gì hết luôn, có nghĩa là chạy mặc định cái bản đó không, bản không cần driver gì kèm theo hết, là nó có wifi sẵn. Mà khi mà gửi cái bộ đó cho em nó dùng á, thì lại không có cái driver wifi, thành ra mình tải thêm cái bộ offline nữa. Thì các bạn nghĩ đi, cái bộ ANV đó là bao nhiêu mê, mình đã lọc xuống đó, còn 900 mấy mê là rất là ít rồi, rất là thấp rồi, cực kỳ thấp rồi, vừa đủ cái bộ Windows 10 64 để nó chạy thôi. Và cái bộ driver offline cũng tầm có 800 mấy mê thôi, nhưng mà ngặt nổi á, vô á, cài cái bộ đó có driver offline nó lại không có nhận wifi luôn. Mà nha em, lúc chưa down là 59 mê, giờ đang down là 27 mê thôi. À, đó là tốc độ lý thuyết thôi em. Đó là tốc độ lý thuyết thôi em nha. Cái ba cái đo đo mà đo tốc độ wifi nè, internet mạng đường truyền này kia nó không có chính xác đâu các bạn nha. Ví dụ các bạn thấy đi, ví dụ upload đó là 30-40 mê đi, download là 60-70 mê gì đó, nhưng thực chất là các bạn là được chỉ cần chỉ được tầm 1/60 hả, 6 1 không được 7-8% nữa. Có nghĩa là ba cái đường truyền 30 mê đi, các bạn đâu phải là tải được 30 mê đâu, các bạn tải 7-8 mê, 10 mê không biết được chưa nữa. Cái đường truyền mà các bạn đăng ký gói cước á, 200 250, 268, tùy theo cái hợp đồng các bạn đăng ký.
An chỉ theo đạo Phật thôi hay còn theo đạo khác nữa? Anh theo em nhé. Còn bà nội anh hồi xưa theo giáo hòa hảo, ông ngoại anh hồi xưa thì theo đạo Cao Đài mà giờ theo Phật rồi. Nước mình thì theo đạo Phật nhiều các bạn nha. Thì nói chung là đạo nào cũng cũng dạy ăn hiền ở lành, nhưng mà nếu mà xét sâu á, thì có những cái mà chúng ta hơi khó nói. Thì khi các bạn tìm hiểu rõ về giáo lý đạo Phật thì nếu mình nói không nói ngoa thì mình nói bạn nên tìm hiểu về cái pháp mà sư phụ mình truyền ha, truyền dạy, thì các bạn sẽ nắm rõ hơn về những cái đạo khác cũng như là cái đạo Phật như thế nào, và hướng đi nào là đúng, hướng đi nào là chưa đúng, để chúng ta biết đường, chúng ta không có bị lạc lối các bạn nha. Ví dụ A Di Đà Phật đi, A Di Đà Phật thì chắc không có đâu các bạn nha. Đấy, Phật Phật A Di Đà không có đâu, chỉ là truyền thuyết thôi. Do hồi xưa cái thời Phật giáo mình giống như là gần như là suy tàn đó, rồi mấy vị mà muốn chấn hưng lại Phật giáo, mấy vị tìm cái một cái pháp môn để mà dễ tu, dễ học, để cho nhiều người ta dễ thực hành, dễ tiếp cận, thành ra là ra cái pháp môn niệm Phật để cho nhiều người người ta tiếp cận cho dễ hơn, và cái khôi phục một phần cho cái nền Phật giáo đi lên đó, chứ không phải là mấy vị đó là dạy là chỉ niệm Phật thôi. Niệm Phật đâu có phước đâu. Các bạn nghĩ đi, các bạn cứ suốt ngày các bạn cầu cầu xin cầu khẩn mà các bạn không có làm gì giúp đỡ ai, làm sao mà chúng ta tạo ra cái phước để mà chúng ta về được cái gì Tây Phương Cực Lạc, làm sao có chuyện đó được. Nó đơn giản thôi, các bạn không đi làm sao có ăn không, cũng vậy. Nó hơi sốc hơn á, là để mình đọc em nó ghi coi. Nếu mình theo đạo Phật nhiều, các thầy trong ấy cũng giỏi nữa. Chứ em cũng đi khóa tu xong được cái thầy đặt ở pháp danh cơ, hồi ấy nghe các thầy giảng kinh chẳng nghe thấy thầy nói không hiểu ấy, nhưng mà vẫn thấy hay. Em cũng có duyên với đạo rồi đó. Đây để mình mở tiện thể mở cho em nó là cái kênh Sen Hồng, để cho em nó biết là những cái khóa hè ở chùa mình ha, là có nhiều cái hay, giảng dạy đạo đức cho mấy em học sinh lứa tuổi vị thành niên, để mấy em nhìn đúng hơn về cuộc sống cũng như là cộng đồng mà các em đang sống, các em góp ích được gì cho xã hội các bạn nha. Rồi Sen Hồng, Hồng khóa tu mùa hè, rồi đó, rõ như vậy các bạn nha. Sen Hồng khóa tu mùa hè đấy, chia sẻ Phật đạo lý nè. Đấy đấy, ví dụ đây, khóa tu mùa hè Sen Hồng đây. Rồi mở một cái đi, tự động ở dưới nó có cái link các bạn nha. Rồi mình dừng dừng đi để phát ồn đấy. Khóa tu mùa hè rất là nhiều lời con muốn nói nè, đây nó nè, danh sách kết hợp
Để mình coi coi cái danh sách này có phải là tất cả không? Ai? Ai 2017. Ai? Ai khóa 2018 này các bạn nha, 2014 nè. Dừng đi các bạn ha, để mất công bị đánh bản quyền nữa. Rồi. Đây. Mình phải nói cho nó lắng tiếng rồi để mất công bị đánh bản quyền các bạn nha. Rồi đó. Mở cho lưu sẵn cho em nó để em nó có cần thì xem. Rồi rảnh rảnh để em xem mấy video đó hay 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 và ý nghĩa lắm nhé. Một mươi một, 1:12, còn 1 tiếng hơi lâu ạ. Thôi giờ lưu lại cái này đi cho em nó ấy các bạn nha. Trình quản lý vũ trang ơi. À, cái này mình xóa thử luôn cho em nó biết em nói nè, rồi mình mở lại đấy. Rồi đó, rồi bây giờ mình sẽ rồi mở lại các bạn nha. Rồi mở đây, rồi mở cái mới đi, cái này ẩn danh mất công sao rồi nó không lưu nữa. Rồi đấy, dấu trang nè, trình quản lý dấu trang nè, rồi nhập đấy, nhập cái này vô rồi ok đấy đấy. Rồi ok. Quay lại. Rồi làm tiếp nhé. Rồi bây giờ chuẩn bị nấu ăn nấu nướng thôi bạn ơi. Mình cũng tạm dừng cái này ha. Để cho em nó làm gì làm đi. Rồi tạm dừng các bạn nha, lát tiếp nào. Rồi tiếp các bạn nha, rồi chúng ta tiếp thôi. À, máy em nó cũng đã tải xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đây, tải xong rồi đây. Rồi bây giờ hỏi em nó 1 tiếng á, là nếu phần nào không rõ em quay video
con ăn hướng dẫn nha. Do tiến trình cài Win sẽ không dùng được em view nên em cần video cho nhanh nhé. Rồi, ok, bắt đầu hẹn nha. Rồi rồi khi các bạn có cái bộ cài rồi á, chúng ta tiến hành chúng ta giải nén nó ra, hoặc là các bạn mau nó thành nội địa ảo. Bây giờ mình mau nó thành nội địa ảo luôn các bạn nha. Rồi chúng ta click trực tiếp cái file setup này luôn đấy. Rồi đi trực tiếp các bạn nha, run với quyền admin nè. Rồi chúng ta cài trực tiếp lên ổ C, nó báo thì repair win kìa đấy. Net ở đây bước này là chúng ta mặc định net luôn ha. Rồi nó sẽ check update là nó update lên cái win, thì cái ổ đĩa C chúng ta nó sẽ có một cái thư mục Windows Auth, nữa các bạn nha. Khi mà cài xong thì ổ C nó có thư mục Windows Auth, thì đó chúng ta tính sau. Bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta cài. Rồi, để cho nó cập nhật đây, nó đang cập nhật em nha. Rồi rồi chắc chắn là sẽ có restart máy đó các bạn nha, chắc là sẽ có restart máy lại. Thành ra là cái phần này là mình sẽ không có quay tiếp được, nhưng mà nó cũng như là những cái tiến trình cài đặt Windows bình thường thôi. Windows 10 các bạn nha, tại mình đang cài Windows 10 thì nó cũng tiến trình như bình thường thôi, là Windows 10. Thành ra các bạn cứ thực hiện như bình thường tiến trình cài Win thôi. Ở đây thì nó hỏi nè, chúng ta nên đọc xíu Digital tăng đắp tiêu thôi. Đây là Digital này, cái cách mà nó tiêu automatic tiêu thì các bạn để mặc định luôn đi nha. Cái phần này chúng ta để mặc định luôn đi ha. Tùy bản các bạn, tùy bản cái Windows mà các bạn cài hỗ trợ như thế nào nha. Ở đây Accept nè. Rồi bắt đầu để cho tiến hành nó cập nhật update lên các bạn ha. Cái Windows mà các bạn đang xài ở bản cũ á, phiên bản thấp á, thì các bạn cập nhật thế này lên phiên bản cao hơn ok. Còn nếu mà nó đang ở phiên bản cao mà các bạn muốn nó cập nhật lên nữa thì không được nha. Hoặc là một phiên bản ba phiên bản cao mà các bạn muốn trở về phiên bản thấp thì làm cách này không được nha. Rồi mấy cái này nó cũng chạy bình thường thôi, mình sẽ dừng các bạn ha. Nó chạy cái này không biết lâu không đây, dừng xíu các bạn nha. Sắp xong rồi các bạn nha. Rồi để coi khởi động máy là không đây, chắc chắn là phải có các bạn nha. Nói thêm luôn á là các bạn nếu mà để cái file ISO để trên cái ổ SSD luôn á thì nó tốc độ nó sẽ nhanh hơn ha. Ví dụ cái ổ các bạn 120 GB thì tốt nhất các bạn nên chia ổ C thì 60 GB đi ha. Bạn nào mà nhu cầu quá cao thì 80 GB cũng được, ổ còn lại thì chứa khoảng chừng 30-40 GB là được rồi, để chúng ta chứa dữ liệu những cái cần để chúng ta load nó lẹ thôi. Còn thực chất đó, ổ C thì chúng ta không có nhu cầu cao thì các bạn nên cho 50-60 GB là vừa rồi ha. Rồi đó thì các bạn sẽ làm rất là nhanh ha. Cài Win làm này kia nó lẹ lắm. Còn ví dụ các bạn cho ổ C 120 GB luôn mà cái ổ D là cái ổ thứ hai, ổ HDD thì các bạn chứa dữ liệu giống như mình cài Win này kia thì nó sẽ chậm hơn, do cái tốc độ dữ liệu nó chuyển qua chuyển lại, nó cấp tới cấp lui nó hơi chậm các bạn nha. Nó báo bạn có muốn cài app hay không.
Thôi cho mặc định nó gài luôn đi. Rồi bắt đầu tiến trình này nó bắt đầu nó thực thi, nhưng để anh coi coi nó có gì đặc biệt hơn không, hay là nó chạy ngầm như thế này luôn. Hay là cũng là cái lần đầu tiên mình cài cái bản này trên Windows trực tiếp. Mấy bản trước thì mình cũng có cài rồi, nhưng mà bản cũ các bạn nhé, bản thấp hơn chứ không phải là không cài theo cách này, cũng có cài rồi. Và là video trước đó mình chia sẻ với các bạn là cách là mình vô cái tính năng CMD, mình mở, mình gọi Notepad lên, rồi mình bấm Ctrl+N cho nó open, nó mở lên cái Explore mà cái kiểu mà Explore của cái Notepad đó, nó sẽ thấy, nhưng mà nó thấy không có hết được file, thì các bạn phải chọn, tùy chọn tuốt ở dưới đó, là cái phần file đó, là các bạn phải chọn All File cho nó hiện hết tất cả các file. Thì mình dùng cái tính năng giống như tính năng Repair của Win thôi. Mình vô cái phần đó để mà mình lợi dụng cái tính năng đó để mà mình chạy những cái file cần thiết, cũng như là mình chạy lại Win bằng cái tính năng đó luôn. Ví dụ các bạn mà biết sử dụng qua cách đó đó, thì các bạn có thể cứu hộ Win rất là ok, nếu mà đối với cái Win mà bị lỗi nhẹ, không có phải bị lỗi khởi động, có nghĩa là chúng ta vẫn còn vô được những cái tính năng như vậy, repair này kia chẳng hạn, thì các bạn vẫn có khả năng cứu hộ được. Thì cái những video đó mình chia sẻ cũng khá là nhiều rồi, và cái video đầu tiên của cái kênh mình đó là mình cũng đã chia sẻ cái tính năng đó rồi. Cũng may mắn mình biết được nên thành ra là mình lợi dụng tính năng đó là mình làm luôn các bạn ha. Thôi cái này chắc nó cũng chạy hơi lâu, mình tạm dừng tiếp các bạn nha. Cập nhật theo kiểu này nó lâu hơn các bạn nha, lâu lâu thiệt các bạn nha. Thà các bạn tạo tạo cái USB cài Win nó sẽ lẹ hơn, và các bạn tạo cái Win cứu hộ trên cái tạo bút ổ cứng á, thì chúng ta cài nó cũng lẹ hơn, chứ mà update kiểu này lâu quá, lâu thiệt các bạn nha. Nếu mình tính tổng thời gian nãy giờ là ổ SSD là người ta cài xong mất đất rồi, mà lâu quá trời lâu. Để mình nhắn em, mình nhắn, mình không có dùng được cái phím Windows nó thành ra không có thoát ra được. Để mình bấm tab thôi. Tab tab nó qua bên mình rồi chứ nó không có nhảy qua bên kia được. Không biết có chương trình nào mà nó cho phím Windows bấm được à, mà cũng không có cái bàn phím ảo. Có bàn phím ảo thì đỡ quá. Chat chat đây, biết vậy biết vậy, nãy vô win 10 VE cứu hộ cài lẹ ơn em mà. Nhưng em không có bộ cứu hộ anh nè. Em có bộ cài Win là ok rồi. Anh mượn tính năng của bộ cài Windows để làm được mà. Đó thì cái video này mình chia sẻ với các bạn rồi ha, dùng cái tính năng khi mà bạn ở trong này nè, các bạn bấm Shift F10, nó ra cái lệnh CMD, ra lệnh CMD á, cái các bạn ấy thôi. Mình bây giờ mình thử ra được không nha. Shift F10, ê không được, Shift F10 cái nó dừng video, nên mình bấm thử. Không sao, không có dừng video, tại mình có bấm phím Shift F10 mới mình dừng, tạm dừng thôi. Mình cũng tính rồi, video mình đang quay mà.
Tạm dừng tiếng các bạn nha, cái này chắc cũng 5-10 phút nữa. Cũng như em dùng mới đây nên anh cứ tưởng kiểu này nó sẽ nhanh hơn ai chè chậm hơn gấp đôi thời gian. Ê, kệ thôi, lỡ rồi thôi các bạn ha. Rồi, chờ em nói xong rồi, cũng sắp xong rồi. Thường sẽ có dung lượng lớn hơn. Hơn em nhé. Thì em nó nói là chắc là do cái bộ win này nặng nên nó làm cái tiến trình cài nó lâu, nhưng mà chắc nó không phải các bạn. Tại các bạn biết sao không? Update lên á, update lên từ cái win cũ lên win mới á, nó giữ lại những cái dữ liệu của bạn nữa. À, chứ đâu nó đâu có xóa dữ liệu của bạn đâu. Còn các bạn cài bình thường là dữ liệu mất hết. Thì thành ra cài bình thường á thì nó sẽ gần như là xóa trắng rồi. Thì ra là thành ra là cái file của mình á nó sẽ bị mất. Còn cái này cài cái này nó giữ lại những cái thông tin cũ này kia, file này kia nó giữ lại. Thành ra các bạn không có bị mất. Các bạn vẫn lấy lại lại được. Thành ra có thể là nó vì lý do đó mà cái tiến trình nó cài lâu hơn, với lại cái bản cập nhật mới hơn thì nó có những cái tính năng khác khác hơn, và cũng như là cái dung lượng nó cũng sẽ tăng hơn so với cái bản cũ các bạn nha. Thì thành ra tiến trình nó mới lâu như vậy. Cập nhật theo kiểu này thì khả năng nó sẽ lâu hơn là chắc rồi. Mà mình không nghĩ là nó lâu như vậy. Cài trên SSD không nghĩ là nó lâu như vậy luôn á. Ơi, sắp xong rồi các bạn nha. Không biết sao này, data máy của bạn sẽ khởi động lại. Nếu máy em khởi động lại mà tiến trình cài đặt như bình thường thì em cứ tùy chọn như cài bản 1607 nhé. Có gặp trở ngại gì thì gọi video anh nha. Rồi em nó thấy rồi, rồi tắt thêm view rồi, chờ thôi các bạn nha. Rồi chờ điên lát em nó vô rồi, có gì nhắn tin hay gọi video mình cài thêm view gì đó rồi mình tiếp các bạn ha. Rồi em nó cập nhật thành công rồi các bạn nha, cái mã thêm view vẫn y như cũ không thay đổi, chỉ có path thay đổi thôi, thì thường là path sẽ thay đổi các bạn ha. Bây giờ mình kết nối qua máy mình tiếp tục mình xem coi. À, bên đó à, phiên bản Windows như thế nào, cũng như là những cái thiết lập cài đặt này kia hay như thế nào. Z A D A 84 Enter. Khá là lâu các bạn nha. Cài kiểu này thà các bạn cài Windows trên WinBE hoặc là tích hợp một cài Win thì nó sẽ lẹ hơn nhiều các bạn nha. Quá lâu, quá quá xa lâu, gấp 3 gấp 4 lần cài bình thường các bạn nha, nên mình không khuyến khích cài như vậy. Nhưng mà được cái gì các bạn không, được cái là cái gì, cái Windows đây các bạn thấy không, được cái là cái Office 2013. Ok, Office 2013 đã có đầu nè. Nói chung là nếu mà bạn bung bản God hay các bạn bản Win mà thuộc dạng Win God đó, thì nó cũng vậy thôi, nó cũng có những cái bộ cài tích hợp vô rồi. Thành ra là nó vẫn là mất thời gian nhiều hơn các bạn ha. Cái bản Win này cũng đã được tiêu rồi các bạn nha. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ xem cái phần driver cho em nó các bạn nha.
rồi device manager đấy, nó đã cập nhật driver đủ luôn rồi các bạn nha. Ok đó, ổ cái ổ hiệu gì là quất nè, 120 GB ổ SSD các bạn nha, Kuzia KDK 500 120 GB, chả biết hiệu gì mới thấy luôn. Rồi đủ driver hết rồi, đâu còn thiếu cái gì nữa đâu, đủ cả gì nữa, đủ driver rồi thì mình báo em nó thôi, full driver rồi đâu cần cài gì nữa đâu. Rồi coi cái phần device manager à. Tắt như thế nào được anh, rồi rồi tắt update, tắt update bit chấm ly xóa 20. Update đây. Đấy. Tải cái bản này để tắt update các bạn nha. Ê, chả biết cái nó tải cái nào. Đấy. Ơi lộn rồi, bên trái các bạn nha. Đây, bên trái. Cái này là của Pháp, với trang bot.com này là của Pháp. Ây da. Phải đăng nhập nữa hả? Lật rối vậy. Rồi, tắt Windows đây. Đây, tắt Windows Win 7. Rồi cái file update đâu ta, bị xóa hết rồi, bỏ lại em nó nhắn cái gì em biết. Cái file update đâu rồi, tải cho em nó cái này đi. Nó như này. Đặt update trong ơi.
khẩu này. Không biết vô cái tài khoản này được không đây. Sẽ hơi 1, 2, 3. Mỗi lần đăng nhập vô mấy cái này nó hơi rắc rối các bạn. Phải xác nhận, xác minh tùm lum hết. Chủ nước 1, 2, 3. Trời ơi, chủ nước cấp trái 1. Oh my god, thiệt tình đó nha. Vô con cái tài khoản thôi mà đăng nhập 3 lần. Không đúng nữa nè. Vô hàm đây mật khẩu xài nữa rồi bỏ tại à quên sao mình ngốc quá nãy giờ quên copy ngu quá thiệt, đúng là ngu thiệt, nhiều khi làm tập trung vô một cái không biết mình đang làm gì luôn các bạn nha. Khi làm nó không có lòi cái khôn làm tập trung nhiều quá rồi. Đấy. Stop update setup à. Đâu rồi? Update đâu rồi? Tại sao lại cái file stop? Đây, cái này là các bạn nha. Rồi, hãy qua bên kia thì tỉnh. Lâu như ta chụp phải mà lâu vậy. Lâu vậy. Lâu vậy. Rồi đó rồi. Cắt vô OX các bạn nha. À lộn OC. Rồi, các bạn mở cái này cho nó thấy cái định dạng đuôi file nha. Nên mở cái này để thấy định dạng đuôi file. Cái này nè, sắp gì nè, đấy. Đấy. Rồi, sao lại. Thấy chưa? Đó, ok. Rồi, nó cập đét nè. Vậy mới ok em nha. Rồi mở rồi cái này coi đây nè có rồi nè đó cài cho chết một quên đó, ví dụ để cho nó chạy đi các bạn nha, nó chạy rồi mình sẽ anh ơi cái gì cái phần mềm
của anh không cần copy vào ổ C mà cho nó chạy luôn thì có hiệu quả không anh? Nên để em nghe. Tại sao nên để mở tiến trình cho bạn coi? Tại vì cái thành phần trong này nó đã chạy nền rồi các bạn nha. Cái phần top update nó đã chạy nền đây nè. Nó chạy nền nó thành ra là bắt buộc phải tạo một cái thư mục để riêng cho nó, không được xóa các bạn ha. Đấy. Gì cũng chỉ nhau thôi chứ có biết nhiêu đâu, người này chỉ người kia, học hỏi người nọ thôi các bạn ha. Rồi bây giờ tìm cái rác em nó nè, nhất là nâng cấp cái gì à, bot player, cái bot player cho em nó các bạn nha. Bot player đây. Đấy, cài bot player bản 64 bit, hình như cái trang này không phải của trang chủ của bot player. Rồi cài cài đi. Rồi tiếp theo là everything rồi tiếp nữa là 7 zip. Đấy, cài từng cái hết đó bạn nha, mấy cái căn bản là phải có. Everything thì bạn nào nhiều dữ liệu thì nên xài nha, nhất là ổ HDD tốc độ nó chậm nữa thì càng nên xài. Đấy. Còn 7 zip thì nên cài luôn, có những cái file các bạn không giải nén được á thì nên dùng 7 zip và đóng gói và đóng gói file lại bằng 7 zip thì cái dung lượng nó rất là thấp, thấp hơn so với WinRAR. Và mình cố tình mình lấy cái này để cho em nó là cái ZMD5 rồi cái WinRAR này chưa rắc nè. Đấy, để nó đi, lát mình tính tiếp. Bây giờ ZMD5 cái bản quyền 40 ngày nè. Rồi tiếp là mình lấy cái WinRAR mình ra. Ra khay red khay lâu cái mình đặt đôi qua bụng kêu luôn các bạn này. Chưa giờ mình chưa ăn cơm các bạn nha, nãy giờ ăn mấy cái tào lao gì đâu, không tào lao bí đao gì không. Rồi bây giờ đâu rồi, copy đi ở đây cái cho nó lẹ các bạn nha. Mình đặt ở đây mình cũng chưa chưa có cài cái mình đặt luôn nè, không biết bung được không đây. Rồi đi cài nó luôn đi. Đó, mấy cái bảng này mình dùng cho cái hệ điều hành, WinBE cứu hộ. Đấy. Rồi cái file đặt đây, cái file ra là cái file này các bạn nha. Đó, chỉ cần cái file này thôi là nó sẽ bẻ khóa hết tất cả các bản quyền hiện nay của WinRAR, đối với WinRAR thôi. Đấy, có ngoài đây, ủa, có ngoài desktop nó mới cho các bạn nha.
có thể trực tiếp vô cái WinRAR nó không cho. Đấy. Rồi xong WinRAR. Nhưng mà phải cài cái bản mới nhất. Mới nhất cho em nó. Em nó nói gì cài em nói đi để lát giải thích sao. Nó bụng đói kêu rồi. Cái shop đó nhẹ tại em nó chưa hiểu các bạn nha. Cái Winra bạn bạn xài bản cũ á, là nó người ta đóng gói cái file mới á, nhiều nhiều khi mình bung ra không có được. Winra dùng bản cũ, người ta dùng bản mới gửi file em bung ra không được nhé. Rồi nói gì em nó mới chịu á. Cái trang chủ của mình ra tại đại trang tại đại cái trang download.com.vn này đi, nó cũng dẫn cái link từ cái trang gốc các bạn nha. Mới nãy nhìn đây nè, nhìn nhanh nó là chúng ta thấy được cái trang link của trang chủ của mình ra. Rồi, ok vậy thôi. Xong. Ơi, cái này nó tài bán 32 thì tận. Bởi vì cài không đúng trang chủ nó ra tàu đây đây ra tại mình cũng không để ý các bạn nha. Có lỗi ra tàu lao thì chứ đổi bụng quá bụng kêu luôn rồi. Cơ trời ơi thiệt tình nóng cái WinRAR mà cũng đẩy qua Mega được cái ông download. Bụng kêu thấy thương không? Đâu ba? Rồi, ok. Đó, nó có cái file sẵn các bạn nha. Đó, chúng ta cài đè lên thì nó vẫn vậy thôi. Rồi cài cho em nó cái bot player này nữa thôi. Xong rồi đó. Rồi tải cái bộ offline. Offline. Đây, cái bộ. Rồi bắt đầu xong à, ví dụ nè chấm md4 chấm md4 rồi ok các bạn nha. Ever tắt update rồi xong giờ đóng mở lại coi.
Revenger. Rồi, ok. Rồi, xong rồi. Ok. Chữ nè. Rồi, ok, tạm biệt em, anh cũng dừng đây 1 tiếng lẻ 6 phút các bạn nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này, thiệt là lâu quá đi. Em nói nhắn tin chắc cảm ơn cái gì hay chúc ngủ ngon gì đó đây. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, video full full đầy đủ luôn các bạn nha.